cặp loa tiếng chất âm rất là hay của hãng Sony. Model của nó là Sony 373 các bác nhé, Sony 373. Với các cái kích thước như sau. Chiều cao của loa là 27,5, chiều rộng của loa là 17 và chiều sâu của loa là 22. Con này kích thước bass của nó thì em xin phép đo vị trí bass luôn. Vị trí bass khoảng độ bass 13 cm nhá, gân cao su, tiếng đánh rất lực luôn. Dòng này bass chơi rất hay. Đây, em quay gần cho các bác xem cái loa luôn nhá. Đấy. Gân cao su rất là mềm luôn các bác nhá. Rất là mềm. Bass đánh rất là hay luôn. Con này thì anh em yêu thích remix thì chơi rất là ok. Cái dòng này thì về thì con nào cũng thế thôi các bác nhá, nó bị lột cái đề can ngoài. Đấy. Cái này anh em về có thể chơi được, hoặc nếu anh em thích đẹp hơn thì anh em về chịu khó dán đề can vào để chơi sẽ đẹp hơn. Còn cứ để nguyên là chơi cũng được, không vấn đề gì cả. Dòng 373 thì con nào về cũng bị như vậy hết, cái đề can nó là dạng bị lột ra ngoài. Đấy. Hình thức vẫn rất là đẹp các bác nhá. Đấy. Cái này thích đẹp hơn nữa các bác về các bác dán thêm mà, hoặc các bác cứ để mộc này chơi cũng được, hở gỗ chơi cũng được, chả sao cả. Cái này nó bị lột gỗ, hở gỗ đây. Bong đề can. Đấy. Đề can đây. Cặp này thì em bán với giá là 650.000 các bác nhá. 650.000 miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Các bác chuyển cọc thì cọc trước 200. Chuyển cọc thì em không miễn phí ship. Còn các bác chuyển đủ 650.000 em miễn phí ship với các bác. Các bác mua về để ghép ra thì quá là ok luôn. Cặp đánh remix rất là hay. Cặp này sản xuất Nhật Bản luôn, Made in Japan. Công suất là 100W hay loa chở 6 ohm. Bác nào yêu thích cặp này thì nhắn tin là Zalo của em là 0975 575 262 để đặt hàng các bác nhé. Giá 650.000 thôi. Sony 373. Xin chào các bác và anh em.